Xin kính chào quý vị và các bạn. Ban biên tập chương trình xin được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Sau đây là những nội dung chi tiết. Sáng 21 tháng 9, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân đối với bị cáo Nguyễn Phương Hằng, sinh năm 1971, quê An Giang, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam và bốn đồng phạm. Từ sáng sớm, bị cáo Phương Hằng và đồng phạm đã được dẫn giải đến tòa. 8 giờ 05 phút, phiên tòa bắt đầu. Đứng trên bục khai báo về nhân thân với trang phục áo sơ mi trắng quần tây, bà Hằng bình tĩnh trả lời các câu hỏi của chủ tọa. Bị cáo Nguyễn Phương Hằng cho biết có hai quốc tịch, từng bị phạt hành chính một lần do vi phạm an ninh mạng. Sau bà Nguyễn Phương Hằng, lần lượt các bị cáo Đặng Anh Quân, Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà và Huỳnh Công Tân trình bày về lý lịch tại phần thủ tục phiên tòa hội đồng xét xử cho biết có nhận được nhiều đơn đề nghị xem xét lại tư cách người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án theo hội đồng xét xử vấn đề này sẽ được tòa án xem xét giải quyết trong khi xét xử theo chủ tọa những người có quyền lợi liên quan được quyền phát biểu ý kiến được quyền mời các luật sư bảo vệ quyền và lợi ích được quyền kháng cáo để bảo vệ lợi ích của mình tại phiên tòa hôm nay hầu hết những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đều có luật sư bảo vệ quyền lợi cho mình Trước thông tin này, các luật sư bảo vệ cho những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vẫn tiếp tục đề nghị hội đồng xét xử phải xem xét giải quyết tư cách người bị hại trước khi bắt đầu phiên tòa, xem xét đúng tư cách của các đương sự, họ phải được xác định là người bị hại mới đúng quy định pháp luật. Trước yêu cầu của các luật sư, hội đồng xét xử thông báo và hội ý. Sau khi hội ý, hội đồng xét xử thông báo không chấp nhận hoãn phiên xét xử. Theo đó, việc xác định tư cách tham gia tố tụng của những người có đơn kiến nghị sẽ được tòa xem xét trong khi xét xử. Vụ án bà Nguyễn Phương Hằng liên quan đến người nổi tiếng được dư luận quan tâm nên tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh lưu ý người dân không tụ tập trước cổng tòa, chỉ những người có giấy triệu tập hoặc phục vụ công tác xét xử mới được tham gia phiên tòa. Nhà báo phóng viên tham gia tường thuật phiên xét xử sẽ được cấp thẻ. Công tác đảm bảo an ninh trật tự tại phiên tòa xét xử vụ án Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm được siết chặt. Các tuyến đường xung quanh khu vực tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quận 1 bị giới hạn giao thông, các lực lượng cảnh sát tập trung giám sát khu vực cổng và trước phòng xử án, chỉ những người có giấy triệu tập mới được vào. Cáo trạng truy tố bổ sung của Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xác định bà Nguyễn Phương Hằng đã lợi dụng các quyền tự do dân chủ thực hiện nhiều buổi livestream trên không gian mạng, phát ngôn có nội dung bịa đặt, biết rõ thông tin không đúng sự thật hoặc thông tin chưa được kiểm chứng xúc phạm nghiêm trọng uy tín danh dự cá nhân, đưa lên không gian mạng những thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của 10 cá nhân, gồm ông Võ Nguyễn Hoài Linh, nghệ sĩ Hoài Linh, Nguyễn Thị Mỹ Oanh, Đặng Thị Hàn Ni, Nguyễn Đức Hiển, Trần Thị Thủy Tiên, Lê Công Vinh, Huỳnh Minh Hưng, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Đinh Thị Lan, Lê Thị Giàu, Trương Thị Việt Hà. Cũng theo cáo trạng, bà Nguyễn Phương Hằng và bốn đồng phạm thông qua các tài khoản mạng xã hội phát sóng trực tiếp livestream 57 buổi có nội dung xúc phạm nghiêm trọng uy tín danh dự của các cá nhân này trước khi phiên tòa diễn ra luật sư bảo vệ quyền lợi cho bà đặng thị hàn ni cho biết bà hàn ni đang bị tạm giam về hành vi xúc phạm vợ chồng bà nguyễn phương hằng sẽ tham gia phiên tòa để đối chất cùng với đó là ca sĩ đàm vĩnh hưng ca sĩ vi oanh cho biết sẽ tham dự phiên tòa nhà báo đức hiển bà đinh thị lan sẽ ủy quyền cho người đại diện luật sư tham gia phiên tòa luật sư nguyễn đức hoàng đại diện cho thủy tiên và công vinh cho biết hai vợ chồng thủy tiên vắng mặt và ông sẽ đại diện để trình bày tại tòa Phiên tòa xét xử bà Nguyễn Phương Hằng thu hút được sự quan tâm của dư luận. Để bảo đảm an toàn an ninh trật tự phiên tòa, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân quan tâm có thể theo dõi qua phương tiện thông tin đại chúng, tránh tụ tập trước cổng trụ sở tòa án gây ảnh hưởng đến việc lưu thông. Tuy nhiên, từ 3 giờ sáng ngày 21 tháng 9, hàng chục người dân đã đến trụ sở tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh để theo dõi phiên tòa xét xử bà Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm. Mặc dù thời gian diễn ra phiên tòa được ấn định lúc 8 giờ sáng cùng ngày, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tiến hành xét xử sơ thẩm bà Nguyễn Phương Hằng, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam và bốn đồng phạm tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân trong sáng ngày 21 tháng 9. Bốn đồng phạm là Nguyễn Thị Ma Nhi, 40 tuổi, trợ lý của bà Hằng, Lê Thị Thu Hà, 31 tuổi, nhân viên công ty cổ phần Đại Nam Huỳnh Công Tân, 29 tuổi, trưởng phòng truyền thông công ty cổ phần Đại Nam, Đặng Anh Quân, tiến sĩ luật, cựu giảng viên trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, các phóng viên tham dự phiên tòa phải mang theo giấy giới thiệu và thẻ nhà báo đăng ký tác nghiệp tại trụ sở tòa án từ chiều 19 tháng 9. Mỗi cơ quan báo chí được đăng ký tối đa 2 người. Do trụ sở của tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đang trong giai đoạn trùng tu, song song phiên tòa xét xử bà Nguyễn Phương Hằng còn có nhiều vụ án khác nên tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chỉ có thể sắp xếp chỗ ngồi, bố trí trong giữ xe cho những người được triệu tập đến dự. Phiên tòa do thẩm phán Bùi Đức Nam làm chủ tọa. Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có ông Đinh Quốc Dũng, Nguyễn Quang Duyệt và Võ Thành Đủ. Phiên tòa sẽ diễn ra trong 2 ngày, 21 và 22 tháng 9. Phiên tòa diễn ra từ ngày 21 đến ngày 22 tháng 9 do thẩm phán Bùi Đức Nam làm chủ tọa. Thẩm phán dự khuyết là ông Nguyễn Tuấn Anh, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh là ông Đinh Quốc Dũng, Nguyễn Quang Việt, Võ Thành Đủ. Bà Nguyễn Phương Hằng có một luật sư bảo chữa là ông Hồ Nguyên Lễ. Luật sư này đồng thời cũng là người bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp cho ba đồng phạm từng là nhân viên cấp dưới của bà Nguyễn Phương Hằng, gồm Huỳnh Công Tân, Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà. Bảo chữa cho ông Đặng Anh Quân là các luật sư Nguyễn Ngọc Lâm, Nguyễn Chi Thắng. Lê Thị Quỳnh Anh. Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng triệu tập những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án, gồm ông Võ Nguyễn Hoài Linh, nghệ sĩ Hoài Linh, bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh, ca sĩ Vi Oanh, bà Đặng Thị Hà Nhi, cựu nhà báo, luật sư, thạc sĩ luật Hà Nhi, ông Huỳnh Minh Hưng, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, bà Trần Thị Thủy Tiên, ca sĩ Thủy Tiên, cùng chồng là Lê Công Vinh, ông Nguyễn Đức Hiển, phó tổng biên tập báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, bà Đinh Thị Lan, Lê Thị Dầu, Trương Việt Hà ông Huỳnh Uy Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đại Nam, ông Nguyễn Đình Kim. Tuy nhiên, hầu hết những người này ủy quyền cho luật sư tham dự phiên tòa, chỉ có ca sĩ Vi Oanh, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng sẽ tới tòa. Bà Đặng Thị An Ni hiện đang bị tạm giam cũng sẽ tham dự phiên tòa. Trước đó ngày 31 tháng 5, tòa nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã trả hồ sơ cho viện kiểm sát cung cấp để điều tra bổ sung vụ án. Trong đó, tòa yêu cầu làm rõ vai trò của ông Huỳnh Uy Dũng, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần Đại Nam, chồng bà Phương Hằng có phải đồng phạm với bà Hằng không? Theo cáo trạng truy tố bổ sung của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, bà Nguyễn Phương Hằng và bốn đồng phạm thông qua các tài khoản mạng xã hội phát sóng trực tiếp livestream 57 buổi có nội dung xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự nhiều cá nhân. Đối với ông Huỳnh Uy Dũng, cáo trạng xác định trong 57 buổi livestream của bà Hằng, ông Dũng tham gia một buổi vào ngày 31 tháng 12 năm 2021, nhưng video thu giữ thể hiện ông Dũng tham dự sau khi bà Hằng đã chấm dứt việc phát ngôn xúc phạm ông Hiền và không có tài liệu để xác định trong buổi livestream ngày 31 tháng 12 năm 2021, ông Dũng có phát ngôn xúc phạm ông Hiển. Ngoài ra, hành vi của bà Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm được thực hiện 26 lần tại nhà riêng, 12 lần tại khu du lịch Đại Nam, tỉnh Bình Dương, 2 lần tại chi nhánh công ty cổ phần Đại Nam, tỉnh Bình Dương, 7 lần trên ô tô và 1 lần tại Hà Nội. Cơ quan điều tra xác định vì ông Huỳnh Uy Dũng là chồng của bà Hằng nên bà Hằng có quyền sử dụng các địa điểm ô tô trên mà không phải thông qua ông Dũng. Làm việc với các cá nhân liên quan, công an xác định tại nhiều trận đua thú ở trường đua Đại Nam cũng đã có việc đặt tên người nổi tiếng, nhân vật hoạt hình, tên phim cho chó đua, ngựa đua như Ronaldo, Messi, Nobita, Tây Du Ký. Tránh văn phòng tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, ông Phạm Ngọc Duy cho biết, đây là lần đầu tiên tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đưa ra xét xử hình sự hành vi livestream phát trực tiếp nói xấu người khác trên nền tảng mạng xã hội. Phiên xử nhận được sự quan tâm từ đông đảo dư luận khi bị cáo Phương Hằng và nhiều người có nghĩa vụ, quyền lợi liên quan là người nổi tiếng, nghệ sĩ. Do đó, dự kiến phiên xử thu hút đông đảo người đến dự khán. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.